Kính chào quý vị, đây là chương trình cập nhật thông tin trong nước nổi bật đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị đón xem. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28 tháng 4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C. Khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 40%. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Nắng nóng trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 4. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 5, nắng nóng có khả năng giảm dần. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng gay gắt, đêm không mưa, gió nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày có nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, thời tiết về đêm ít mây, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin nổi bật tại nhiều khung giờ để phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.